Đối với xin chào khán giả VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Saudi Arabia dọa trả đũa nếu Mỹ trừng phạt trong vụ nhà báo bị mất tích. Bốn người chết, một bị thương trong vụ nổ súng ở Texas và một tai nạn giao thông ở Nam California làm 40 người bị thương. Thưa quý vị, cái cuộc khủng hoảng uh, liên quan đến thế giới và Saudi Arabia trong cái vụ mà một uh, nhà báo người Saudi Arabia Cộng tác cho tờ Washington Post bị mất tích trong cái tòa lãnh sự của Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Ngày càng phức tạp, bây giờ không còn là cái chuyện giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và... Và Không còn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, không còn giữa Mỹ và Saudi Arabia, nữa. bây giờ là cả thế giới à, Trong những ngày qua thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ban đầu bảo là không có tính trừng phạt cái nước này Bởi vì là nếu trừng phạt như vậy, ngưng bán vũ khí thì Mỹ sẽ mất 110 tỷ đô la và Mỹ ký hợp đồng để bán vũ khí 110 tỷ đô la cho Saudi Arabia, như vậy sẽ mất việc làm nhiều nhưng mà dưới sức ép của các vị dân cử đặc biệt là ông thượng sĩ Bob cơ là của tiểu bang tennessee ông là chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện cũng như hơn 20 nhân dân uh, thượng nghị sĩ khác áp lực tổng thống trump là phải có hành động thích ứng nếu không là chúng tôi sẽ là không trần thuật có nhận báo vũ khí thì ngày hôm qua tổng thống trump là trên cái chương trình 60 minutes của đài cbs thì ông cũng nói rõ thêm là nếu mà saudi arabia mà giết cái ông này thì mỹ sẽ có hành động thích đáng nhưng mà tổng thống không nói rõ là hành động xích đáng đó là gì hiện nay thì thưa quý vị uh, sáng ngày hôm nay tổng thống cho biết là đã phái ông mike pompeo là ngoại trưởng đi qua saudi arabia để mà dàn xếp chuyện này và tổng thống donald trump cũng nói chuyện với ông hoàng của uh, saudi arabia rồi ông bộ trưởng tài chính stinuchin uh, cũng sẽ đi qua để dự cái hội nghị uh, thương mại lớn của saudi arabia để quảng cáo thế giới nó gọi là davos the desert Thì... Uh, nhưng mà tòa ốc bảo là ông trên đi nhưng mà cũng có thể là vào giờ chót có chuyện gì đó sẽ không đi là bởi vì cái tổ chức của tháng tới rồi ông bộ trưởng thương mại của anh bây giờ cũng ngần ngừ trong đây anh pháp đức ngày hôm qua đưa ra một cái thông báo yêu cầu là Saudi Arabia phải làm rõ vấn đề nếu không được sao chúng tôi sẽ có hành động mạnh thì việc còn các cơ quan truyền thông quốc tế và các cá nhân quốc tế đó, hầu hết là họ tẩy chay cái hội nghị của ông ông hoàng saman này tổ chức ở đó riêng các nước như anh với mỹ thì còn đang lưỡng lự không biết có, có nên đến đây ở à, tẩy chay không bà chủ tịch của imf thì bà laga bảo tôi sẽ đi đó. thì bây giờ nó có những cái chuyện như thế mà người ta bảo là nếu mà đi trong lúc này thì chẳng khác nào là thừa nhận cái chuyện ông, so ông saudi arabia giết người nhưng mà saudi arabia cho đến phút này là họ bác bỏ bảo chúng tôi không giết ông này nhưng bây giờ ông đi đâu chúng tôi không biết à, thì đó căng thẳng như vậy thì trong cái áp lực như vậy đó thì saudi arabia ngày hôm qua có phản ứng một tờ báo của nhà nước saudi arabia họ viết như thế này nè nếu mà quý vị mà trừng phạt chúng tôi, quý vị sẽ coi chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào. Ví dụ tờ báo này viết là quý vị biết không dầu mà chỉ tăng lên 80 đô la một thùng thôi là ông Trump đã nhức đầu rồi mà chúng tôi nếu mà chúng tôi trả đũa chúng tôi sẽ không xuất cản dầu nữa. Dầu nó sẽ tăng lên 100 đô la một thùng, thậm chí 200 đô la một thùng để coi quý vị biết thế nào thế giới điên đảo thế nào. Về phía Mỹ thì họ không sợ cho nên là Mỹ bây giờ họ tự họ tự bơm dầu, họ tự có đủ lượng dầu dự trữ để mà Mỹ không sao. Nhưng mà cái đó sẽ ảnh hưởng các nước khác đặc biệt ngày hôm qua cái thị trường chứng khoán của Saudi Arabia xuống cái 7% hả? đó là kêu cho Saudi Arabia uh, đe dọa cái thứ hai là nó là và đi xa hơn nữa là chúng tôi sẽ để cho người nga sử dụng các căn cứ của Saudi Arabia luôn à bởi chúng ta biết là Saudi Arabia là một đồng minh rất thân cận với lại Ờ, Mỹ không thể nào mà để chơi với Nga mà Họ bảo nếu cần tôi chơi với Nga Và thậm chí chúng tôi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Iran luôn à, Iran là cái nước mà thù địch với Saudi Arabia Saudi Arabia từng nói là phải, phải đập đập bể cái đầu rắn con rắn Iran Mà giờ họ nói nếu cần tôi chơi với Iran luôn Tức là chúng tôi không chơi với quý vị luôn Thì cái này chỉ là hù dọa thôi Không biết chuyện đã tới đâu chúng ta chưa biết Nhưng mà rõ ràng cái chuyện này rất là căng thẳng Trên thế giới hiện nay liên quan đến cái chuyện mà, mà ông nhà báo Tên là Jamei Khosogi của báo Washington Post, ông này bị mất tích ở trong cái um, tòa lãnh sự của Saudi Arabia ở tại Istanbul thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, à, ngày thứ bảy vừa rồi, thưa quý vị, uh, có một cái vụ là uh, không thể ngờ xảy ra thành phố Táp, thành phố Táp thì khoảng ba ngàn dân nằm gần Corpus City ở bên uh, Houston đó, ở bên ở bên 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 Texas đó, thì đã có một cái vụ nó là một cái buổi tiệc bớt đê. Bớt sinh nhật đứa bé một tuổi mà không biết sao hai nhà kế bên cãi nhau sao mà bắn nhau bây giờ. Uh, bốn người chết một người bị thương hai hung thủ bị bỏ trốn Đó. chuyện này xảy ra tối thứ bảy khi mà uh, người ta báo là có người bắn nhau như thế thì cảnh sát tới thì bốn nạn nhân bị diệt mạng tên là Juan Espinoza mươi 62 tuổi Juan Salvador the third 20 tuổi Jeremy Salvador, uh, Sandovan, hai Sandoval 22 tuổi và Nicky Sandoval 25 tuổi tất cả đều cư dân của Tát Nếu chúng ta đọc lên chúng ta thấy ngay Juan Abisiona Junior à, Senior là một người 62 tuổi là khác Còn ba cái người kia họ đều cùng họ Sandoval à, ta thấy là có thể là ba anh em 20 tuổi, 22 tuổi và 25 tuổi à, Rồi cái người bị thương đó Tên là Juan Espizona Junior à, 43 tuổi Như vậy là cái ông 43 tuổi này là con của cái ông 62 tuổi Chúng ta có thể hiểu đúng Có thể được không? 62, 43 là bao nhiêu tuổi đó Để khoảng đó cái Một ông là senior Một ông là junior Thì chắc junior là con senior thôi Thế ông, ông, sáu senior 62 tuổi Ông junior 43 tuổi Thì ông 43 tuổi này đó Thì được trực thăng đưa đến bệnh viện là tại Corpus đó là nhưng mà trong tình trạng nguy hiểm nhưng mà không để dọa mạng sống thì đây là cái chuyện mà xảy ra bây giờ cảnh sát đang phải điều tra chuyện gì xảy ra một cái bữa tiệc ừ, sinh nhật đứa bé một tuổi mà lại bắn nhau như thế à, người ta bảo là hai hung thủ đang trốn chưa bắt được trong khi đó thì ở miền Nam California chúng tôi ngày hôm qua chủ nhật 14 tây tháng 10 có một cái tai nạn ở trên xa lộ 405 là cái xa lộ rất quan trọng của miền Nam California chạy từ dưới là nó bọc qua từ dưới Irvine nó bọc qua chạy lên tới Los Angeles thì ngay cái đoạn thành phố North Hills á gần tới 405 tức là vừa qua 101 á có một chiếc xe bớt chở những người đi đi, đi 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 hành hương đi đi đi, đi như là tôn giáo đó đi về chiếc xe bớt chở ba mấy người thì đi về hướng bắc thì không biết vì sao đụng vào một chiếc xe khác đụng vào thế là chiếc xe bớt nó lao qua bên kia luôn đụng thêm mấy chiếc nữa may mắn là không ai thiệt mạng nhưng mà tổng cộng cả xe bớt và xe hơi là 40 người bị thương trong đó một số người bị thương nặng thì đương nhiên nhưng mà mọi chuyện là ok nhưng mà người ta thắc mắc là tại sao xảy ra như này và cái chuyện này nó xảy ra chiều ngày hôm qua thưa quý vị làm cho phi quay bốn năm đóng mấy tiếng đồng hồ nó có lúc là đóng cả hai hướng luôn rồi đến khi người ta mở thì mở thì hướng bắc đi thôi thì mà người ta chạy qua vẫn còn thấy những cái mảnh vụn còn rớt nữa thì uh, đó là cái chuyện tai nạn ở miền nam california rất là hiếm hoài mà thưa quý vị bốn mươi bị thương là nhiều lắm may mắn là không ai thiệt mạng cả thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới